Theo là phần tin Việt Nam và bản tin sau đây cho hay, VinFast công bố kế hoạch xây dựng nhà máy xe điện ở North Carolina. Phần tin chi tiết Kim Nhung gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, nhà sản xuất xe hơi Việt Nam VinFast hôm thứ Ba 29 tháng 3 công bố kế hoạch xây dựng nhà máy EV ở North Carolina, đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất vào năm 2024. Trước đó, thì tờ The News and Observer đưa tin về sự việc và được VinFast xác nhận. Nhà máy này sẽ được đặt tại Triangle Innovation Point Megasite ở Chatham County. Thưa quý vị, gần thành phố Raleigh, VinFast cho biết là sẽ đầu tư khoảng 2 tỷ Mỹ Kim cho giai đoạn đầu tư xây dựng, dự trù khởi công vào cuối năm nay. Khi nhà máy đã hoạt động hết công suất thì khả năng có thể sản xuất được 150.000 xe mỗi năm và tạo ra hàng nghìn việc làm. Nhà máy sẽ chế tạo 2 trong số 5 mẫu xe EV mà công ty đã trình làng cho đến nay là VF8 và VF9 SUV. VinFast còn nói rằng sẽ bắt đầu bán các mẫu xe điện tại Hoa Kỳ trước cuối năm 2022. VinFast được thành lập vào năm 2017, là một phần của Vingroup và ra mắt dòng xe hơi điện dựa trên nền tảng BMW truyền thống. Cho đến tháng 11 năm 2021, thì hãng đã công bố 2 nguyên mẫu xe hơi tại triển lãm Los Angeles và trưng bày thêm 3 mẫu nữa là VF5 và VF6 và VF7 tại triển lãm điện tử tiêu dùng 2022. Cho đến tháng 2, thì 2 mẫu xe VF8 và VF9 vẫn chưa hoàn thiện thông số kỹ thuật. Nhưng công ty dự trù sẽ công bố thêm thông tin chi tiết tại cuộc triển lãm xe hơi New York 2022 vào tháng 4. Kế hoạch xây dựng nhà máy VinFast khiến cho North Carolina có nhà máy sản xuất xe hơi quy mô lớn đầu tiên. Ngoài North Carolina, VinFast còn đề cập đến kế hoạch xây dựng thêm nhà máy ở Đức. Bản tin sau đây cho hay, cựu thực tập sinh Việt Nam xúc động chia sẻ về giấc mơ tan vỡ và công việc bất hợp pháp tại Nhật. Thưa quý vị, một thanh niên Việt Nam với giấc mơ về những chiếc xe hơi đời mới, những tòa nhà cao tầng và hy vọng thoát nghèo, cháy bỏng đã quyết định sang Nhật Bản. 3 năm sau, thì người đàn ông khoảng ngoài 20 tuổi này ngồi tại một trại giam ở Tokyo và sẽ sớm bị trục xuất về nước. Làm thế nào mà giấc mơ theo đuổi chương trình thực tập sinh kỹ thuật lại biến thành một cơn ác mộng và đỉnh điểm là một bản án hình sự như thế này? Thưa quý vị, trước áp lực kiếm tiền phụ giúp gia đình, người thanh niên trẻ đến từ Hà Nội quyết định sang Nhật. Anh tin rằng có được kỹ năng sẽ giúp cho anh kiếm được nhiều tiền tại Việt Nam. Vì vậy, anh đã trả 900.000 yên, tức là khoảng 7.500 Mỹ Kim, để có thể sang Nhật vào năm 2018. Anh làm việc tại một công ty Nam Hàn ở tỉnh Tochigi, được bao quanh bởi những cánh đồng. Nơi đây khác xa với tưởng tượng về Nhật Bản của anh. Với mức lương sau thuế chỉ vào khoảng 100.000 yên mỗi tháng, sau khi trả chi phí điện nước thì các khoản nợ và gửi về cho gia đình, anh chỉ còn lại vỏn vẹn là 20.000 yên để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho mỗi tháng. Vào khoảng thời gian đó thì anh đọc được một tin nhắn trên mạng xã hội mời chào về một công việc dễ dàng với thu nhập cao tại Tokyo. Anh liền nộp đơn xin việc qua email và ký trước hợp đồng thuê một căn phòng ở Tokyo. Sau đó, anh nhận công việc rút tiền gửi từ các nạn nhân của những kẻ lừa đảo hẹn hò quốc tế hoạt động thông qua mạng xã hội. Sau 2 tuần làm việc, anh bị bắt. Người thanh niên trẻ rất ân hận và xúc động khi nghĩ rằng sẽ không thể nào gọi điện cho mẹ và nghe thấy niềm vui trong giọng của bà nữa. Tòa án Tokyo tuyên phạt anh ta 3 năm tù và 5 năm tù treo. Việt Nam nghiên cứu khuyến cáo của World Bank về tình hình kinh tế. Thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính mới đây yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới World Bank về tình hình kinh tế Việt Nam. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP cho biết, các khuyến cáo bao gồm việc cơ quan chức năng nên khuyến khích các nhà sản xuất tìm kiếm thị trường mới và đổi mới sáng tạo sang những sản phẩm mới và thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu và hiệp định thương mại tự do hiện có để nâng cao khả năng chống chịu của ngành xuất hàng trong bối cảnh mới cũng như theo dõi chặt chẽ diễn biến giá thành trong nước. Theo như VOA, World Bank mới đây công bố ấn bản cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam vào tháng 3 và nói rằng dữ kiện cho thấy các hoạt động kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi với sản xuất kỹ nghệ tăng 8.5%,
và tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 3.1% so với cùng kỳ năm trước. World Bank nhận định rằng dù kinh tế Việt Nam có khả năng chống chịu và đang trên đà phục hồi, nhưng vẫn còn gặp phải nhiều rủi ro do số ca nhiễm Omicron tăng cao và xung đột Nga-Ukraine đã làm cho quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, tạo ra những căng thẳng mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng áp lực lạm phát. Yêu cầu của ông chính được đưa ra một vài ngày sau cuộc gặp với bà Manuela V. Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương khi bà tới thăm Việt Nam trong tháng này. Bản tin sau đây cho hay ông Trịnh Văn Quyết chính thức bị bắt theo như tin từ Vietnamnet, loan tin chiều ngày 29 tháng 3 năm 2022. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Cộng sản đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Ông Quyết bị bắt sau khi Bộ Công an Cộng sản ra quyết định cấm xuất cảnh vào ngày 26 tháng 3. Báo Vietnamnet cho rằng, việc bắt ông Quyết là một hành động của nhà cầm quyền đang quyết tâm lập lại trật tự trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nơi có nhiều tai tiếng. Trước đó, vào tháng Giêng năm 2022, ông Quyết đã bán chui gần 75 triệu cổ phiếu FLC của mình. Sau đó, thì ông Quyết đã bị nhà cầm quyền xử phạt là 1 tỷ rưỡi đồng. Mức phạt này được xem là hiếm có ở Việt Nam. Trước ông Quyết cũng đã có nhiều vụ bán chui chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Cộng sản đã ban hành nhiều án phạt nhẹ nhàng cho nên không đủ sức răn đe. Đến lượt ông Quyết thì đã được ví như là giọt nước tràn ly nên nhà cầm quyền cần phải có biện pháp mạnh. Vietnamnet đánh giá việc bắt giam một chủ tịch tập đoàn lớn từng nằm trong top 3 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ là ai cũng có thể bị trừng trị nếu như làm rối loạn thị trường. Được biết trước khi ông Quyết bị bắt thì Công an Cộng sản cũng đã bắt bà Nguyễn Phương Hằng là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, một trong những người giàu nhất Việt Nam. Trong đó, ông Dũng từng là đại biểu Quốc hội Cộng sản và là con nuôi của cựu chủ tịch nước Cộng sản Nguyễn Minh Triết. Vì vậy, dư luận cho rằng, việc bắt ông Quyết, một người sở hữu nhiều dự án bất động sản lớn, chỉ là một cuộc thanh trừng phe phái mà thôi. Nhiều nhà máy nhiệt điện than phải ngừng phát vì thiếu gần 1 triệu 400 ngàn tấn than, thưa quý vị. Theo như báo Thanh Niên ngày 30 tháng 3 năm 2022 loan tin, Tập đoàn Điện lực Cộng sản Việt Nam vừa thông báo việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của cơ quan này tiếp tục gặp nhiều khó khăn, khối lượng than thiếu hụt rất lớn so với hợp đồng cung cấp than đã ký. Ví dụ như là trong quý 1 năm 2022, khối lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện chỉ đạt 4 triệu 490 ngàn tấn, trong tổng số 5 triệu 850 ngàn tấn như hợp đồng đã ký. Lượng than thiếu hụt so với hợp đồng là 1 triệu 360 ngàn tấn. Việc thiếu than đã khiến cho nhiều nhà máy nhiệt điện than phải dừng và giảm công suất như nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1. Hiện lượng than chỉ đủ vận hành một tổ máy với mức 60% cho đến 70% công suất. Nhà máy nhiệt điện than Hải Phòng có đến 4 ổ máy, nhưng lượng than cung cấp cho nhà máy chỉ đủ để vận hành cho một ổ máy. Việc các nhiều tổ máy dừng phát dẫn đến hệ thống điện cả nước bị thiếu hụt hơn 3.000 MW. Hai đơn vị cung cấp than và nhập cảng than lớn là Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc cho biết tình hình cung cấp than có nhiều khó khăn trong thời gian tới và từ tháng 4 trở đi thì có thể thiếu điện, nhất là vào thời điểm nắng nóng cao điểm của mùa khô năm nay. Đến đây một lần nữa chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin trong giây lát, khi trở lại sẽ gửi đến quý vị một phóng sự từ Pháp Quốc, mời quý vị nhớ đón theo dõi.